Nghiên cứu khoa học là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hầu hết các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. Đối với sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc học tập các môn trên lớp, nghiên cứu khoa học cũng được xem như một trong những nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu. Nhìn lại 5 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã diễn ra liên tục và vô cùng sôi nổi. Sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng liên tục tăng với tổng số 1.076 công trình được trình bày tại các hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trong trường, 153 công trình trình bày tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng. Với con số ước tính gần 20% sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và gần 1/3 cán bộ giảng viên tham gia hướng dẫn, nghiên cứu khoa học luôn được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của sinh viên tại trường. Điểm khác biệt giữa sinh viên đại học và học sinh phổ thông đó là hoạt động nghiên cứu khoa học. Đối với sinh viên, nghiên cứu khoa học không chỉ là một cái nhiệm vụ mà còn là một cái nhu cầu cần thiết đối với cái hoạt động đào tạo của họ. Bởi nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho họ lĩnh hội được kiến thức, đồng thời có thể kiểm định cái kiến thức mà đã được học. Với cái vai trò vị trí quan trọng của nghiên cứu khoa học đối với sinh viên, lãnh đạo nhà trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Không chỉ nghiên cứu thiên về một lĩnh vực, hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học trải đều trên nhiều lĩnh vực khoa học như khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội, nhân văn. Ngoài ra, nhiều sinh viên đã tham gia tích cực trong các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố của cán bộ nhà trường. Một số sinh viên còn là thành phần tham gia các dự án khoa học như dự án giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục trong trường đại học do Quỹ Dân số Thế giới kết hợp Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng thực hiện. Dự án bảo tồn thú linh trưởng ở Việt Nam do Tổ chức Bảo tồn Động vật Frankfurt Đức và Khoa sinh môi trường Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng thực hiện. Để nghiên cứu khoa học trong sinh viên thực chất đi vào nề nếp, nhà trường đã sớm ban hành quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Quy chế chú trọng đến quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Cụ thể, mỗi giáo viên hướng dẫn một công trình của sinh viên được tính 50 giờ khoa học, 10 đến 20 tiết giờ chuẩn. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được khoa trường tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, tài liệu và được hỗ trợ một phần kinh phí. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học được nhà trường cấp giấy chứng nhận tham gia nghiên cứu khoa học. Những sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường đều được nhà trường khen thưởng. Những công trình tốt được tham gia hội nghị khoa học sinh viên cấp Đại học Đà Nẵng và gửi công trình tham gia giải tài năng khoa học trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nghiên cứu khoa học thì không những là tạo điều kiện để cho sinh viên là tiếp cận với các lĩnh vực chuyên môn mà mình yêu thích, mà bên cạnh đó thì nó còn giúp cho chúng ta là rèn luyện được tư duy logic, làm việc khoa học và nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể và khách quan hơn. Nghiên cứu khoa học không chỉ giúp cho các bạn sinh viên, trong đó có bản thân tôi, được sống với niềm đam mê nghiên cứu của mình, mà còn được đi đến tiếp cận những cái thực tế cũng như là tư duy nghiên cứu khoa học. Thêm vào đó thì riêng bản thân mình thì mình được đi đây đi đó rất là nhiều nơi, được gặp các chuyên gia, từ đó mà mình thêm yêu công việc nghiên cứu của bản thân mình. Hàng năm, nhà trường đã tổ chức nhiều hội nghị hội thảo khoa học các cấp. Riêng năm 2013-2014, trường đã tổ chức 3 hội thảo cấp quốc gia: Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ toàn quốc, Hội thảo hệ thống thông tin truyền thông và hàng chục hội thảo cấp trường, cấp khoa. Hầu hết các hội thảo đều có sinh viên tham dự. Sống trong môi trường khoa học, nhiều sinh viên đã nuôi dưỡng hoài bão sau này để trở thành một nhà khoa học thực thụ. Qua cái nghiên cứu khoa học thì sinh viên sẽ có những cái ý nghĩa thu được rất quan trọng. Đó là để sinh viên có chủ động lĩnh hội cái tri thức của mình thông qua công tác nghiên cứu khoa học. Các em có thể biết cách thu thập số liệu, xử lý số liệu, tiến hành thí nghiệm, rồi các em biết nêu vấn đề, giải quyết vấn đề. Và trong quá trình nghiên cứu khoa học thì cái đoạn cuối cùng là cái trình bày kết quả nghiên cứu cũng là một cách để các em học hỏi. Thì trước khi các em có thể về làm công tác trong các cái cơ sở mà khi các em tốt nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng chính là động lực để phát triển giáo dục và đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo phát triển năng lực người học. Bởi việc nghiên cứu khoa học có tác dụng gắn kết sinh viên với giáo viên và hơn hết nâng cao tinh thần tích cực, chủ động của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.
Thì hiện nay có cái đề tài nghiên cứu sinh viên mà nó nằm trong cái lĩnh vực sinh học và môi trường á, thì quá trình nghiên cứu khoa học cần phải có một khoản kinh phí nhất định. Thì hầu hết các cái đề tài hiện nay á, là dựa vào cái nguồn các đề tài của các thầy cô giáo. Tuy nhiên các em thì có rất nhiều cái ý tưởng rất là hay, tuy nhiên mà chưa có nguồn kinh phí để thực hiện. Chính vì vậy mà cũng cần có những sự hỗ trợ của nhà trường thì các cái đề tài nó thực hiện được ý tưởng tốt hơn. Trong quá trình mà thực hiện cái nghiên cứu khoa học của mình á, thì tụi em gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có hai cái khó khăn rất là lớn, đó là về cái kinh nghiệm thực hiện cái nghiên cứu khoa học và những cái tài liệu để phục vụ cho cái quá trình nghiên cứu khoa học. Đề tài của em là về nghiên cứu về trí sáng tạo. Những cái tài liệu dịch hay là những tài liệu do tác giả Việt Nam tự viết thì nó không ít. Nhưng mà tụi em được cái rất là may mắn là được thầy Lê Quang Sơn hướng dẫn. Thầy đã bằng cái kinh nghiệm và bằng những cái kiến thức và những tài liệu của mình, thầy đã hướng dẫn cho em rất là tận tình. Thời gian qua, nhiều sinh viên của trường đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học. Từ năm 2010 đến năm 2013, có 11 báo cáo khoa học của sinh viên được chọn gửi tham gia giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Kết quả, 4 đề tài được giải ba, 2 đề tài được giải khuyến khích. Trong 153 đề tài báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng, có 18 đề tài đạt giải nhất, 18 đề tài đạt giải nhì, 18 đề tài đạt giải ba. Hàng năm có hàng trăm cán bộ tham gia hướng dẫn và hàng ngàn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng có được chất lượng trên là nhờ vào những cố gắng không ngừng nghỉ của thầy và trò. Quan trọng hơn hết, hoạt động này cho thấy nhà trường luôn luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Qua đó cũng có thể khẳng định nghiên cứu khoa học là một trong những thành phần quan trọng không thể thiếu, một phần thiết yếu trong việc học tập của sinh viên hiện nay.